không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa, là được vào nước trời cả đâu. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Anh chị em thân mến, ngày hôm nay khi đối diện với một vụ hôn nhân, chúng tôi cảm thấy rất lo lắng, là bởi vì càng ngày càng nhiều các đôi vợ chồng chia tay với nhau, và trong đó không ít các đôi là người Công giáo. Rồi trong những kinh nghiệm đặc biệt khác, chúng tôi bắt đầu thấy rằng ngày hôm nay cái tội ngoại tình càng ngày càng trở nên phổ biến, và đôi khi còn được mang ra như thể một sự thách thức trong đời sống hôn nhân. Cái điều đó cho chúng ta thấy nó có một cái sự đổ vỡ căn tính trung tín mà Thiên Chúa đã có với dân của người. Ngay từ đầu Thiên Chúa trung tín với dân của Chúa để cứu dân của Chúa, và qua từng chặng của lịch sử, chúng ta thấy có những lúc cái sự kiên nhẫn của con người gần như không có, khiến cho con người đổ rằng Thiên Chúa không trung tín và đã đi sai đường lối của Ngài. Nhưng không có giai đoạn nào mà Chúa lại không gửi các ngôn sứ đến nhắc rằng Ngài vẫn trung tín, và bằng chứng là Ngài vẫn đang thực hiện. Nhưng cái lòng chai giả đá của chúng ta cho rằng chúng ta đúng hơn, chúng ta có lý hơn, và chúng ta phải làm để cứu mình. Và làm cứu mình ở đây là gì? Là tiêu diệt lòng trung tín của chúng ta giữa anh chị em với nhau, và một cách nào đó bóp nhỏ cái lòng trung tín của mình với Thiên Chúa. Bài phúc âm mà chúng ta nghe, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trung tín với lời của Chúa, tức là với kế hoạch của Chúa. Ai nghe và thi hành lời của Cha ta, ai nghe và thi hành ý của Cha ta, Chúa Giêsu nói như thế, thì như người khôn xây nhà trên đá. Còn người dại chúng ta biết rồi, thế gian này có nhiều chiêu trò để cám dỗ chúng ta, và đôi khi nó còn đánh lừa chúng ta rằng là gần như cái sự phản bội là cách duy nhất để cứu chúng ta. Nhưng thưa với anh chị em, trong suốt lịch sử nhân loại không có sự phản bội nào cứu chúng ta cả. Đứng về mặt bản chất, nó chỉ cứu chúng ta một chốc lát, một chốc lát. Nhưng sau đó nó đổ trên đầu chúng ta, đổ trên đầu vợ chồng, con cái chúng ta hàng loạt những hậu quả tồi tệ. Cho đến khi chúng ta khiêm tốn trong sự trần trụi của thất bại, ngước mắt lên trời cao, lắng nghe lại lời Chúa và tha thiết xin Chúa ban cho mình một chút sức mạnh để bắt đầu thực hiện cái lời của Chúa, cái ý của Chúa, lúc đó chúng ta được giải thoát, và lúc đó lòng trung tín của chúng ta được tái lập, bởi vì chính lòng trung tín của Chúa đang tìm kiếm chúng ta và đến với chúng ta. Amen.